Chào bạn, trong bài này thì mình sẽ giải thích các bạn cái sự khác nhau giữa cái các cái đơn vị đo như là pixel, em và ram. Thì từ trước đến giờ mình dạy các bạn là mình demo mình toàn dùng pixel. Nhưng các bạn sẽ nhìn thấy ở trong các cái app thực tế họ có dùng cả em và ram. Và khi nào dùng thì bây giờ mình sẽ giải thích cái điểm khác nhau trước và mình sẽ nói với các bạn là khi nào thì dùng thằng nào. Được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta các bạn nhìn vào cái HTML structure của mình. Trong body mình có 3 thằng div, pixel, em và ram. Trong thằng ram thì mình có 2 thằng con, cũng là em và ram. Thì bây giờ mình bắt đầu style cho cái thằng có class pixel là gì. Cái class pixel này mình cho font size của nó 32 đi. Yeah. Lưu lại. Thì các bạn thấy cái chữ mà nằm trong cái class pixel này font là 32. Bây giờ quay sang cái phần computer vừa rồi thì các bạn cũng sẽ thấy font size của nó là 32 ở đây, ok chưa? Tiếp theo những tức là gì, mình cho cái thằng em font size là 2m đi. Thì bây giờ mình bắt đầu dùng cái đơn vị đo là em. Thì em nó thực chất là gì? Các bạn nhìn thấy cái font chữ 32 pixel với 2m này nó kích thước bằng nhau đấy, cũng vậy. Dạ, yeah. Thằng này cũng có class là em đúng không? Đấy. Kích thước bằng nhau tại vì sao? Tại vì em là nó là cái đơn vị. Một em thì bằng một em thì bằng với cả cái phong của cái thằng cha của cái element hiện tại, tức là gì? Ví dụ các bạn thấy thằng div ở đây, cha của nó là body. Được chưa? Body hiện tại, phong hiện tại là 16 pixel. Và cái thằng hai thằng em này có font size là 2m, tức là bằng gấp đôi thằng cha của nó, được chưa? 2m tức là hai lần thằng cha. Đấy, thằng body có 16 nên là thằng em này sẽ là 32. Khoảng đấy, ok chưa? Thử vào computed nhá. Đấy, các bạn thấy nó có 32. Có kích thước là 32 pixel. Thằng này cũng vậy, rõ là gì? Cái thằng RAM này nó kế thừa từ cái thằng body nên là nó cũng là 16. Tiếp theo là cái thằng em bên trong. Được chưa? Nó là 2m. Thì nó cũng là 16 x 2 là 32. Tiếp theo thằng RAM này. Đây mình cho thằng RAM có font size là gì? 2 RAM. Xem điều gì xảy ra. Các bạn nhớ cho mình là đang có 3 cái to cỡ ngang nhau và 2 cái nhỏ hơn đúng không? Bây giờ mình cho thằng này 2 RAM. Thì các bạn nhìn thấy ba thằng trên này nó cỡ như nhau hết. Đúng chưa? Vì sao? Vì cái thằng RAM này. Đấy. Thằng RAM này, cái chữ dòng chữ này này tương với cái thằng này chấm DOM. Thì thằng RAM này 2 RAM tức là hai lần kích thước của thằng root. Thằng root của trình duyệt tức là thằng HTML ấy. Thì có phải là root là 16. 16 x 2 là 32 đúng không? Thì vậy thằng này là 32. Dạ. Bây giờ kéo xuống thằng dưới cùng. Thằng này cũng là 32. Thằng các bạn đã nhìn thấy này, cũng là 32, tại vì sao? Bất kỳ nó nằm ở đâu đi nữa thì nó vẫn là 32 thôi, tại vì nó tính dựa vào cái kích thước của thằng root element, tức là thằng HTML đấy. Nhưng mà thằng em này nó nằm ở trong cái thằng RAM này. Các bạn thấy nó to gấp đôi hơn hẳn cái thằng khác không? Có nghĩa là gì? Nó so với thằng cha, thằng RAM này ở đây làm sao? Kích thước là 2 RAM tức là bằng 2 lần thằng cha tức là 32, 2 lần thằng root ấy. Thấy chưa? 2 lần thằng root tức là 32. Và thằng này bằng 2 lần thằng cha tức là bằng 2 lần thằng 32 là 64. Vậy thằng này sẽ là 64 đúng không? Mình mở rộng ra xem computed thì các bạn sẽ thấy nó là 64 pixel. Đấy. Thì đấy là cái ý nghĩa của từng thằng. Và bây giờ nó dùng trong trường hợp nào? Thì trước tiên là các bạn phải nắm cho mình một cái, đấy là người dùng dùng trên trình duyệt này này, user đấy, có thể thay đổi font size của trình duyệt bằng cách kích vào đây, ở nó settings và thay đổi cỡ chữ ở đây. Ví dụ medium là đang là 16, ví dụ mình cho thành very large thì sẽ xem nó là bao nhiêu nhá. Các bạn sẽ thấy nó khác nhau như thế nào. Khi mà mình cho là very large thì cái thằng nó vẫn không hiện ở đây nhỉ.
Rồi. Nó vào khoảng 24 thì vậy. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là cái thằng Pixel này có giữ nguyên, không có gì thay đổi. Nó là 32, được chưa? Nhưng mà cái thằng RAM nó sẽ thay đổi. Thằng RAM này nó thay đổi, tức là thành 48. Được chưa? Thì các bạn suy ra sẽ thấy là gì? Thằng body, thằng HTML này nó có font size là 24. Được chưa? Đấy. Thằng RAM này là con mà. Thì cái kích thước cỡ hiện tại này nó là 48 chứ không phải là 32 nữa. Sau khi mình tăng cái kích thước font nó lên. Có nghĩa là gì? Người dùng khi mà các bạn để font là pixel, kể cả người dùng có tăng hay giảm đi nữa thì cái font chữ ở trên trang nó cũng không thay đổi. Tức là người dùng sẽ cảm thấy là mình có thay đổi rồi nhưng mà cái trang này nó không thay đổi gì cả. Tức là gì? Nó không friendly với người dùng, nó không thân thiện với người dùng. Kiểu như vậy. Nhưng nếu các bạn để là RAM thì nó sẽ thay đổi theo cái kích thước của thằng HTML đấy, mà thằng HTML đấy có thể được chỉnh sửa bởi người dùng, được chưa? Ví dụ người già ấy, họ không đọc được chữ nhỏ, họ muốn chỉnh chữ to lên chẳng hạn như vậy. Thì đấy là nó sẽ thân thiện hơn so cho người dùng. Thế nên vì sao các bạn dùng RAM là vì như vậy, được chưa? Ngoài ra có một số các cái lý do khác, ví dụ như này. Khi người dùng mà tăng kích thước lên như vậy, chữ kích thước chữ tăng lên thì mình cũng muốn tăng các cái khoảng cách, ví dụ như padding margin lên một chút. Được chưa? Vì sao? Vì nó sẽ làm cho cái design của mình trông nó cân đối hơn. Được chưa? Thế là ví dụ bạn có một cái nút nhỏ nhỏ như này, các bạn tăng cỡ chữ to lên to tướng mà cái padding nó vẫn như vậy thì trông nó sẽ mất cân đối đi, đúng không? Tức là tỷ lệ nó phải được bảo bảo toàn thì cái design trông nó mới đẹp. Thì các bạn nhìn vào cái bằng Bootstrap này là một cái ví dụ điển hình về cái design đẹp. Đấy, khi các bạn làm sao? Cái thằng Bootstrap phiên bản mới nhất nó sử dụng RAM cho rất nhiều thứ, mình sẽ giải thích ngay ra đây. Thì khi mình thay đổi cái thằng phông chữ này lên very large thì các bạn thấy tất cả các cái giao diện ở bên trong nó cũng mở rộng lên, à, tức là gì? Nó cũng scale up lên, tức là nó to lên. Nhưng mà có một cái điểm các bạn để ý thấy là cái thằng border nó không phóng to lên. Thì khi mà mình inspect vào đây mình sẽ thấy là gì? Khi các bạn inspect vào, các bạn sẽ thấy là cái thằng A này nhìn ở cột bên phải thấy padding nó để ở RAM hết đúng không? Font size để ở RAM. Thì người dùng người ta muốn zoom lên, zoom xuống thì người ta zoom được. Được chưa? Không phải lấy tay mà người ta chỉnh một lần thôi là được nhá, người già chẳng hạn. Ví dụ bạn mua cái máy tính cho ông bà chẳng hạn muốn tăng kích thước chữ lên. Đấy, kiểu như vậy. Ngoài ra cái nữa là gì? Các bạn thấy cái thằng border nó border width. Đây, thằng border nó để pixel vì sao? Vì nó chủ đích là như thế, nó không muốn cái border này tăng tăng lên, được chưa? Rộng ra khi mà các bạn tăng cái font size của cả trình duyệt lên. Đấy. Thì đấy là cái cách sử dụng. Và trong thực tế thì người ta không ngồi người ta tính tay cái RAM này mà người ta có thể dùng các cái công cụ, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khi là học sang cái phần về SAS thì người ta dùng cái function để mà tính toán ra dựa vào pixel, được chưa? Đấy, khi nào mình dạy đến phần SAS thì mình sẽ nói sau. Và Bootstrap thì mình cũng sẽ làm một vài bài để nói về Bootstrap, và phần lớn là các bạn sẽ tự học thằng này vì nó rất là dễ. Đấy, Bootstrap không chỉ dùng để làm cái grid, không chỉ làm responsive mà nó làm rất nhiều thứ khác nữa. Mình sẽ hướng dẫn là cái bài đấy. Và hy vọng là sau bài này các bạn hiểu là cái thằng ba thằng này khác nhau như nào. Ok, chào các bạn.